Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thượng thư đại nhân Biến của tác giả Tô Áng. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Thượng thư đại nhân Biến, Tô Áng. Chương 41, Cao nhân giá lâm. Lúc Lưu Lăng ở lại khách quan phiền muộn thì đám người trên núi cũng không tốt hơn là bao. Đối với chú thuật của La Bàn Nhi, thôn dân đã cực kỳ tin phục. Nhưng lần trước La Bàn Nhi lại không thể hóa ba vị đại nhân trong thôn thành nước, hoặc là thả mất tâm cổ độc để mê loạn tâm trí đám người Lưu Lăng, cho nên việc đó cũng khiến bọn họ xì xào to nhỏ. Liên Dụ cũng không phải chỉ nằm trên bờ ao chờ chết. Lòng dân dao động, dù chỉ là một bộ phận nhỏ, trong tương lai ai dám nói trước sẽ không thành nhóm lớn. Đương nhiên La Bàn Nhi sẽ không ngồi yên như vậy, trong tay hắn có nuôi nhiều tiểu quỷ, cho nên cũng không sợ thôn dân không phục mình. Ngày hôm sau khi đám người Liên Dụ đi, quỷ ở cung gia lại phá phách dữ tợn hơn, làm cung lão gia muốn nổi điên nổi khùng. La Bàn Nhi ở trên lầu các chờ đợi, thấy người ta mời 3-4 lượt mới miễn cưỡng bước tới cung gia. Người dân trong thôn đã giữ ở cửa. Mấy ngày qua họ đã nghe rất nhiều chuyện về cung gia, nói tam di nương của cung lão gia hình như bị vật gì đó nhập thân, cho nên mỗi đêm lại nhổ cỏ trong sân để ăn, càng về sau lại càng điên khùng, nói là thấy có quỷ đến hại nàng. Cung lão gia cho người trói nàng lại nhốt vào kho chứa củi, mấy ngày đầu chỉ nghe thao thao bất tuyệt bên trong, bây giờ lại càng kêu càng to. Không nói yêu tinh hại mình thì lại đập phá cửa. Ngày kế thì chết ở trong phòng chứa củi, thi thể không ai dám nhìn, mang thẳng đến linh đường để đó. Chuyện càng về sau càng loạn, hai con quỷ cùng đi đòi mạng, khiến toàn bộ người dân Hoa Quả thôn la hét ầm ĩ. Cung lão gia cũng nói đã chính mắt thấy, một con tóc dài buông thõng, mặc áo trắng bay bay, làm nha hoàn và gia đình trong nhà nhiều phen giật mình. Cung lão gia vốn là nhà giàu ở Hoa Quả thôn, có đất đai, có cửa hàng, trong thôn cũng xem là có tiếng. Ngày thường vẫn nghiêm túc cẩn thận, người dân trong làng cũng cực kỳ kính trọng. Giờ sắc mặt ông vàng vọt như củ nghệ, nhìn là biết bị hù dọa không nhẹ. Lúc La Bàn Nhi kéo áo choàng đen nhánh đi đến cửa viện, thái độ của mọi người đều hết sức cung kính. Hắn nói với cung lão gia, con quỷ ở nhà ông có chút bản lĩnh. Bổn tiên thu năng lực của nó cũng được, nhưng có thể bị cắn trả. Cung lão gia cũng là người hiểu chuyện, vừa nghe những lời này là biết có ý gì. Chỉ là lần này La Bàn Nhi ra giá, nói dễ nghe thì như sư tử ngoạm, nói không dễ nghe thì chính là công khai đòi tiền như rác. Ông là phú hộ ở Hoa Quả thôn, hàng năm cung phụng La Bàn Nhi không ít vật, giờ nhà họ gặp khó khăn, hắn lại chặt chém như vậy. Trong lòng nói thoải mái tất nhiên là giả. Nhưng những chuyện ầm ĩ kia đúng là khiến ông sợ hãi, đành phải cho người mang dương bạc ra. Đang lúc ông đau lòng vuốt ve cái dương không biết nên trả hay không thì thình lình có một con mèo xám trắng đan sen từ từ đi tới. Ở Hoa Quả thôn mèo núi mèo nhà mèo hoang gì cũng rất nhiều, nhưng tại sao một con mèo lại gây nhiều sự chú ý như vậy? Không phải bởi vì nó quá xinh đẹp, cũng không phải vì nó ngang ngược, mà là vì nó quá mập. Nó mập, còn nên mỗi bước chân đều phải đi thẳng, cả người toàn mỡ đung đưa. Đi qua rất nhiều bàn chân, dẫm lên không ít giày vải, nó đi đến trước mặt cung lão gia rồi tung người nhảy lên dương bạc, tạo ra một tiếng loảng xoảng cực lớn. Cung lão gia ngây người, mọi người ở đây cũng sững sờ, nhìn con mèo mập kia giang bốn chân ôm dương, bất động. Theo sau đó, có hai người cầm phất trần phẩy nhẹ, sóng vai đi đến. Ai cũng đều tuấn tú, trẻ tuổi. Đặc biệt là người bên trái kia, tướng mạo khá giống một cô nương, cực kỳ thanh tú. Xa xa phía sau là 4 người khiêng kiệu tới, thân kiệu rất lớn, cực kỳ phô trương, 4 bể lụa trắng tung bay, người trong kiệu đang nằm nghiêng lười biếng. Không lâu sau cỗ kiệu vững vàng hạ xuống, tiểu đệ tử đến vén rèm lên, bên trong là một người mặc áo đạo bào vải gấm, thắt lưng màu đen dắt thêm ngọc bội, tóc xóa một nửa buộc hờ bằng khoanh ngọc bích. Dáng người hết sức lịch lãm. Mặt mày sáng sủa, chỉ cần nhìn hắn là biết, đây là một đạo trưởng trẻ tuổi có đạo cốt tiên phong. Tiểu đệ tử cúi người gọi, Thiên Tôn. Thiên Tôn lại không trả lời, cầm lấy cốc trà trước mặt uống một hớp, hỏi. Mèo của ta đâu? Cung lão gia tự thấy mình là người từng trải sự đời, nhưng lại chưa từng thấy có vị đạo trưởng nào phô trương như vậy. Ông chỉ vào con mèo mập đang nằm trên cái giường của mình, lắp bắp nói. Thiên Tôn muốn tìm, đang ở đây. Bất giác cũng xưng hô với hắn như đồng đạo. Thiên Tôn đại nhân nhìn tới, tay trái đưa lên bấm một cái, nói câu thứ hai. Trong phủ có quỷ. Tất cả mọi người đều nín thở. Ở Hoa Quả Thôn đã từng có vài tên đạo sĩ đi qua, cũng biết bói toán, cũng biết bắt quỷ, nhưng không ai phô trương bằng vị này, cũng không ai có khí độ nhường đó. Kể từ khi La Bàn Nhi đến đây, các đạo sĩ đều chết đói hết, cho nên không ở lại nơi này nữa. Cho dù ở lại cũng không được chào đón. Giờ lại có một vị thiên tôn đi tới bất thình lình như vậy, bọn họ không ai dám nói gì. Không phải bởi vì người này tính chuẩn, chuyện của cung gia ai ai cũng biết, có khi là hắn nghe ngóng từ đâu đó biết được. Nhưng về phần thái độ, họ nhìn sang bộ dạng bỉ ổi của La Bàn Nhi bên kia. Không nói cũng biết gương mặt đó rất giả. Thiên quân sao, không đọc sách cũng hiểu, người trên trời ai cũng đẹp cả. Thiên tôn gật đầu, như thể mọi chuyện đều nằm trong mắt hắn, như có như không. Tả áo dài nhấc lên muốn đi, ngay cả một câu nói đều không để lại. Cung lão gia nhìn thấy cô kiệu kia đúng là nâng lên định đi, ông sợ hãi đuổi theo. Thiên tôn chờ chút, thiên tôn chờ chút, ta không dối gạt ngài, quỷ trong nhà ta rất lợi hại, nếu ngài có thể đuổi được nó, lão tất có hầu tạ. Cố kiệu không hề có ý dừng lại, cứ tiếp tục đi. Cung lão gia vội muốn chết, cũng không biết phải nói thế nào, ông xoay người lại nói với mấy đứa con trong nhà. Còn không nhanh van cầu thiên tôn đại nhân. Mấy đứa con vô cùng phối hợp, cùng nhau đi sang. Chỉ có La Bàn Nhi là không vui, ngươi đã nói đưa bạc mời ta, nay bạc còn chưa đưa, ngươi đã mời một tên không rõ lai lịch tới. Cung lão gia, ý ngươi là bổn tiên không bằng người này chứ gì, như vậy là ném mặt ta đi đâu. Cung lão gia không sợ hắn, cả thôn cũng muốn mời người kia. Bởi vậy ông nói thẳng, thiêu thần thay chúng ta bắt quỷ nhiều năm như vậy, thường xuyên vì chú thuật mà đêm không say giấc. Ta là phàm phu tục tử cũng biết đâu là đại tiên, giờ vị đạo trưởng này nhìn ra được trong phủ ta có quỷ, có thể thấy ngài ấy rất bản lĩnh. Nếu vị đạo trưởng này cũng có thể đuổi quỷ, vậy thì ngài cũng đỡ mệt mỏi rồi. Lời nói vẫn còn chút tôn kính, là bởi vì La Bàn Nhi gọi ông là lão gia, vậy là có tôn trọng ông. Mà cung lão gia muốn xin thiên tôn hỗ trợ, cũng không phải vì chắc chắn người này bắt được quỷ. Chẳng qua mỗi lần La Bàn Nhi đến bắt, làm chưa xong mà nhà đã như không đáy. Vẽ bùa thì đòi bạc, làm tế đàn cũng đòi bạc, ngay cả một ngụm nước tiên cũng đòi bạc gấp 5 lần bình thường. Trong nhà cung lão gia đời đời làm thương nhân, dù không hiểu chuyện ma quỷ mờ ám nhưng bị lừa gạt mấy lần thì hiểu được ít nhiều. La Bàn Nhi bị nói đến mức không phản đối được gì, thanh minh thì như tự vào miệng mình, cho nên bực bội đi tới trước cỗ kiệu của thiên tôn, nhìn xem đây là người phương nào dám tới đây náo loạn. Mà người kia cao quá, hắn cũng chỉ có thể ngưỡng đầu. Cung gia có quỷ không phải ngày một ngày hai, người tới rồi nói đây có quỷ, người không biết cũng có thể giả vờ được, nếu bản lãnh lớn như vậy sao ta chưa từng thấy vị đạo sĩ nào xa xỉ như ngươi. Tới đây, ngươi bày ra vẻ bí ẩn làm gì, ta muốn xem thử ngươi làm được cái gì. La Bàn Nhi nói giọng lanh lành, la hét ầm ĩ như gà bay chó sủa. Bên trong kiệu vẫn không có tiếng trả lời. Một đám dân chúng cứ đứng vây xem, cho đến khi vị đại tiên kia la hét ầm ĩ sắp tắt thở, người trong kiệu mới xốc rèm, nhíu mày nói. Thứ gì đó? Giọng nói rất bình thản, cũng không phải đang mắng người. Đơn thuần như thể không biết chú lùn kia là ai. La Bàn Nhi hoành hành ngang ngược ở Hoa Quả Thôn đã nhiều năm, chưa khi nào bị thất lễ đến vậy, hắn như con khỉ leo leo lên kiệu, dương nanh múa vuốt nói. Ta là thiêu thần. Thiên tôn sờ sờ đầu hắn. Tại sao xấu như vậy? Ngươi dám lặp lại lần nữa xem. Thiêu thần bị chọc giận đến điên lên rồi, sống đã nhiều năm, hắn cũng không quan tâm chuyện dung mạo lắm, thôn dân ở đây cũng không chê trách gì, dần dà hắn lại thấy mình như vậy vô cùng hợp lý. Giờ lại có một tên nhảy ra chế nhạo, hắn giơ móng vuốt muốn leo lên, nhưng mà còn chưa kịp làm gì, rèm đã buông xuống, người bị một làn gió đánh ngã, La Bàn Nhi như tờ giấy trượt xuống đất. Đêm mai ta sẽ đi qua. Để lại một câu nói như vậy, cỗ kiệu của thiên tôn và đoàn người bồng bềnh đi xa. Cung lão gia cùng một đám dân chúng ngây ngốc nhìn La Bàn Nhi bị đánh ngã, nuốt từng ngụm nước bọt. Trong lòng e sợ, lần này tới, chỉ sợ đúng là một vị cao nhân. Thượng thư đại nhân, biến. Tô Áng. Chương 42, cái này gọi là tình thú. Tọa lạc ở đầu hẻm Hoa Quả Thôn, có một khu trạch viện rất lớn, sân nhỏ 3 thước. Cửa lớn chạm khắc tinh xảo, cũng là trạch viện lớn nhất trong thôn. Đây vốn là nhà của một vị thủ tài chủ mưa ở trong thôn, giường cột chạm trổ hết sức công phu, khiến người ngưỡng mộ. Nhưng mà đời sau con cháu đều có tiền đồ, chúng không muốn ở lại một nơi nhỏ như Hoa Quả Thôn nữa, tòa nhà này cũng trở nên vắng vẻ. Cung lão gia từng muốn mua về, nhưng họ ra giá đắt quá, nên thôi. Bây giờ khi nhà này đột nhiên có chính chủ, lại chính là vị Thiên Tôn đại nhân không nhuộm trần thế kia. Rất nhiều thôn dân trơ mắt nhìn cửa chính sơn son, trong lòng thầm nhủ, thật là xa xỉ a. Nhớ lúc trước La Bàn Nhi đến thôn, giống như một người sa cơ thất thế, sau khi phát đạt lên cũng không khác ngày xưa là mấy. Đều cùng là người mới đến, người ta phong cách gì, hắn lại thế kia, đúng là đối lập hoàn toàn. Cho nên mới nói, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Nhưng phàm là người, trong lòng luôn cân đo đong đếm, họ nói thầm với nhau, quyết định ngày mai phải đến tận nơi mở mang tầm mắt, xem vị này bản lĩnh thế nào. Cùng lúc đó, mấy vị trong trạch viện kia đã vất hết tiên phong đạo cốt. Vừa vào nhà đã la hét nóng quá, từng người đi về phòng mình thay y phục. Phương đại cô nương mấy ngày gần đây không giả nha hoàn thì mặc áo đạo sĩ, rất lâu rồi không để dung mạo thật. Nàng đổi một bộ áo quần cầm tú, trên đầu cài châm nhỏ, mang thêm hoa tai ngọc bích thủy, thanh tú động lòng người, như một đài sen nhỏ đang từ từ hé nở. Nhất là đôi mắt bồ câu thật to và lông mi thật dài, nàng đánh giá Bì Bì từ trên xuống dưới. Trước đây nàng chưa từng thấy bộ dạng khi không mang mặt nạ của hắn, không ngờ lại là một tiểu ca tuấn tú như vậy, mặt mày tròn trịa, khi cười thì cực kỳ ấm áp, đúng là vô cùng mới mẻ. Liên Thiên Tôn tâm huyết dâng trào, hắn tự nhận mình dung mạo tựa thiên nhân, cho nên người bên cạnh cũng phải lựa chọn người mi thanh mục tú. Bì Bì lập tức cảm thấy, sao có thể để kiệu phu còn đẹp hơn mình, cho nên tháo hết mặt nạ trên mặt xuống. Phương Uyển Chi ngồi xổm dưới tàng cây nhìn kiến dọn nhà, vừa ngẩng đầu nhìn Bì Bì rồi cười, nàng nói. Mặt mày đẹp như vậy, sao lại phải mang mặt nạ chứ? Thanh liễu nhà nàng gần đây bắt đầu tư xuân, thích nhất là những người cường tráng, dung mạo dịu dàng, nếu mà nàng ấy thấy Bì Bì, chắc sẽ nhào lên để gặm quá. Bì Bì cũng cười, dựa vào tàng cây, tiện tay cầm một cái lá phe phẩy, nháy mắt ra hiệu nói. Gia chủ nhà chúng ta không biết xấu hổ như vậy, ta lại phải làm mấy chuyện không biết xấu hổ với hắn, không mang mặt nạ thì khác nào ném đá vào mặt mình. Liên Thiên Tôn thay đổi thường phục ra khỏi phòng thì thấy Phương Uyển Chi và Bì Bì đang ngồi chồm hổm trên đất chọc kiến, hai người đều đang cười đùa vui vẻ, mỗi người một câu. Bì Bì hình như đang nói đùa gì đó, chọc cho Phương Uyển Chi cười khanh khách. Hắn nghiêng người dựa vào mái hiên, Phương Uyển Chi nhìn thấy thì lên tiếng chào hỏi, rồi lại tiếp tục nói chuyện với Bì Bì. Liên Dụ cũng đánh giá Bì Bì một lượt. Trên người Bì Bì là bộ cẩm bào gấm tứ xuyên, có phần phong lưu phóng khoáng. Hắn lại nhìn bản thân mình, không nói không rằng xoay người vào đổi y phục, rồi lại ra hành lang đứng tiếp. Đợi đến lúc Phương đại cô nương quay đầu, thấy Liên Dụ mặc một bộ cẩm bào gấm màu trúc xanh, đai lưng hình vòng, trên đầu mang ngọc quan sáng loá, mặt mày vô cùng trang nghiêm, như kiểu không thèm nhìn bọn họ, vô cùng thâm trầm quan sát đất trời. Phương Uyển Chi thừa nhận, Liên Dụ hết sức đẹp mắt, dù mặc cái gì cũng thấy dễ nhìn, chỉ là không hiểu sao hôm nay hắn lại mặc bộ đồ hào quang bắn ra bốn phía như thế. Nàng nghẹn họng nhìn một lúc rồi chép miệng hỏi. Chàng muốn ra ngoài à? Áo quần này mà mặc khi đi quốc yến cũng được nữa là. Liên Dụ lắc đầu, thấy Phương Uyển Chi nhìn mình chăm chú thì không buồn giả bộ nữa, vẫy vẫy nàng đến, vừa chỉ tay sang phòng bếp nói với Bì Bì, ta muốn ăn cơm, cá quế chiên với cơm gạo nếp ngó sen. Bì Bì ngước mắt nhìn mặt trời sau giờ ngọ, lòng tự nhủ, ngài không thích ta nói chuyện với tức phụ của ngài thì cứ nói thẳng đi, mới ăn trưa chưa tới một canh giờ đã đòi ăn nữa, trong lòng cực kỳ khinh bỉ người kia lòng dạ hẹp hòi. Nhưng mà những lời này chỉ có thể nói khi hai chủ tớ đóng kín cửa phòng, bên ngoài vẫn phải để cho người kia ít mặt mũi. Thấy vợ chồng nhà nọ nắm tay nhau đi vào nhà hóng mặt, Bì Bì tiếp tục suy tư, có nên hạ độc vào đồ ăn của Liên Dụ không đây? Chờ tới lúc hắn có người yêu thương, hắn cũng phải thân thiết trước mặt Liên Dụ. Bắt nạt người khác như vậy thì không có kết cục tốt đâu. Phòng ngủ chính của viện này hết sức rộng rãi. Liên Dụ kéo tay Phương đại cô nương đi một lèo, lúc đầu thì không cảm thấy gì, càng đi vào nhà lòng bàn tay càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Hắn tự nhiên lại thấy khẩn trương, trong lòng bàn tay là cổ tay trắng mịn, khớp xương khác hẳn với tay nam tử, gầy gầy nhỏ nhỏ, mềm mại không xương. Lúc trước hắn cũng đã nắm tay Phương Uyển Chi mấy lần, nhưng lần nào cũng cách một tầng xiêm y. Hôm nay hắn lại nắm tay trực tiếp, nắm được rồi thì không muốn buông ra. Sau khi vào trong phòng, trên mặt hai người đều đỏ rực, giống như say nắng. Liên Dụ không tìm được chỗ kéo Phương Uyển Chi đến ngồi, liền kéo thẳng đến bên giường. Trên cái giường lớn cạnh giường là một cái mặt mèo rất lớn, nằm ngửa ra ngủ, bụng hướng lên trên, thỉnh thoảng móng mèo vuốt vuốt. Cái giường kia, khỏi phải nói, đương nhiên là của Cung lão gia, bạc bên trong chắc cũng non nửa giường. Con mèo mập của Thiên Tôn không có ý muốn di chuyển, mà cũng không ai dám thất lễ với nó, muốn mời nó ra ngoài nó lại dùng móng vuốt bấu chặt lấy cái giường, không ai dám đến gần. Vẻ mặt hết sức hung tàn. Cuối cùng Cung lão gia không có cách nào khác, dù sao cũng phải mời Thiên Tôn bắt quỷ, nên đưa giường bạc đó hiếu kính luôn. Lão gia tử già rồi, nhưng cũng là người hiểu lý lẽ, ông thuê 4 tráng hán ôm cái giường và Vương Thủ Tàn vào nhà. Từ trước đến nay Liên Dụ vẫn thích con mèo này, nhưng bây giờ nhìn nó lại cực kỳ không vừa mắt, thấy nó làm tổn hại không khí ấm áp trong phòng kinh khủng. Phương đại cô nương cũng liếc Vương Thủ Tài một cái, nhịn không được cười. Giờ chàng cũng thấy ghét nó rồi hả, đã bảo là đừng cho nó ăn nhiều như vậy mà. Liên Dụ không quay đầu lại, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, đến bây giờ hắn mới biết, mình có thể sợ đến thế, theo thói quen mạnh miệng, không phải tối qua nàng cũng thấy nó đáng thương, bảo ta đút cho nó đuôi cá à. Phương cô nương hiếm khi thẹn thùng không nói được, nàng nhìn trộm bàn tay hai người đang đan vào nhau, lần này lại không rút tay về, cắn môi hỏi kéo ta tới đây làm gì. Bên ngoài không đứng, cần gì phải chạy thẳng vào phòng đâu. Thực ra Liên Dụ cũng không biết vì sao mình lại kéo nàng tới đây, mặt mày cũng thoáng nét hoang mang. Hắn chưa từng qua lại với nữ nhân, nhưng cũng biết sẽ không giống với cách nâng ly cạn chén cùng các quan lớn triều đình, cho nên mới thấy khó xử. Hắn cứ muốn ngồi vậy với nàng thôi, không có việc gì thì ngồi ngơ ngẩn, ngồi ở đâu cũng được. Tuy nói là thế, nhưng cũng không thể ngồi im như thóc, suy nghĩ một lúc hắn mới nhớ tới một chuyện, ta thấy nàng mang hành lý tới gian nhỏ bên kia, sao lại không ngủ với ta. Lúc trước dưới chân núi hai người luôn ngủ lại một phòng, hắn đã quen mỗi tối nằm nghe nàng nói chuyện. Phòng này còn lớn hơn hậu viện kia nhiều, chuyển một cái sập nhỏ đến là ngủ được. Liên Dụ nói mấy lời này thực ra không suy nghĩ gì nhiều, nhưng người khác nghe được lại thấy không hề tế nhị. Mặt Phương Uyển Chi ửng hồng, nàng liếc hắn một cái, nói hưu nói vượn gì thế, ai muốn ngủ cùng chàng hả? Liên Dụ nghiêng đầu, vẻ mặt hết sức vô tội. Không phải nàng vẫn luôn cùng ta ngủ sao? Phương đại cô nương nhẫn nhịn, hôm nay nàng không muốn dạy dỗ hắn, cúi đầu nhìn xuống mũi hài, nàng thong thả giải thích. Khi đó là do không có cách nào hơn, giờ phòng ở đây lớn như vậy, ta là cô nương gia, chàng có hiểu không đó? Liên Dụ càng nghe càng không hiểu, ngón tay vuốt ve theo từng móng tay của nàng, xấu hổ nói cô nương trước kia buổi trưa và buổi tối đều ngủ cùng ta đấy. Phương Uyển Chi bị sự vô liêm sỉ của hắn làm á khẩu không nói được. Nàng nhớ Lô Thúy Hoa từng nói, nữ nhi phải biết nữ nhi gia huấn, lúc ở cùng nam tử, khi chưa lập gia đình thì không được quá mức thân thiết. Phương Uyển Chi nghĩ mình nên nghiêm túc giáo dục Liên Dụ một phen, nhưng vừa liếc mắt nhìn qua thì thình lình thấy Bì Bì lò mặt vào. Hắn gọi họ đi ăn cơm, không ngờ là lại nghe được một chuyện kinh hãi đến vậy, con mắt mở to như trung đồng, rõ ràng là vô cùng khiếp sợ. Một hồi lâu sau hắn mới kỳ quái nhìn Liên Dụ nói. Ngủ, sớm như vậy à? Lời nói này cộng thêm vẻ ngu si trên mặt càng tăng thêm phần công kích. Phương Uyển Chi ngượng đến mức muốn đào 3 thước đất mà chui xuống, nàng xoay người lại chừng Liên Dụ một hồi, cũng biết mấy chuyện này không thể nào nói rõ ràng hết được, thế là đành phải cấu tay hắn một cái, xoay người chạy đi. Bì Bì vẫn chưa tỉnh lại, thấy Phương Uyển Chi chạy nhanh như vậy, thì chỉ vào hướng cửa hỏi. Hai người không ăn cơm à? Liên Dụ không buồn nhìn mặt hắn, chau mày nghiêng người ngã xuống giường, tức giận bảo. Chúng ta đang thân mật, ngươi tiến vào làm gì hả, không ăn cơm nữa. Hắn còn đang định khuyên Phương Uyển Chi mang hành lý chuyển vào kìa. Bì Bì nghe vậy thì đặt mông ngồi xuống cạnh hắn. Ngài thích ăn hay không ai mà biết được, ban ngày mà còn muốn ngủ, bị nhéo là đáng đời. Liên đại nhân vuốt vuốt cánh tay, lười chấp nhặt với hắn, ôm Vương Thủ Tài vào lòng vuốt ve. Người biết cái gì, cái này gọi là tình thú đó. Thượng thư đại nhân, biến. Tô Áng. Chương 43, hai người một phòng. Quỷ ở nhà Cung lão gia ai cũng biết là rất lợi hại. Về phần tại sao lại lợi hại như thế thì không ai biết. Chỉ biết sau khi đại phu nhân Cung gia chết, rất nhiều người đều nói, vị tam di nương của Cung lão gia kia ỷ vào được sủng ái mà không coi chính thất ra gì, chèn ép bà còn không bằng thiếp thất. Cung gia đại phu nhân chịu đựng đến mức buồn bực mà chết. Về sau tam di nương gặp quỷ, điên điên khùng khùng nói là gặp được đại phu nhân muốn hại nàng, chuyện này cứ thế thuận lý thành chương. Nếu suy đoán theo cách này, chuyện ma quái ở Cung gia là do đại phu nhân không được chết tử tế, biến thành quỷ về hù dọa Cung lão gia, là nhân quả báo ứng, thế đạo luân hồi. Quỷ ở nhà Cung gia thực ra là do La Bàn Nhi thả ra, cho nên phải thu lại như thế nào, đương nhiên là hắn biết. Nhưng bây giờ đột nhiên có một người tới đây, đừng nói người ngoài xôn xao, hắn cũng đang suy tính. Người có vẻ ngoài đẹp đẽ đó tự xưng là Thiên Tôn, hắn cũng có một vị Thiên Tôn đỡ đầu, nhưng Thiên Tôn của hắn không như thế, đưa tin ba phen mấy bận cũng không gặp được. Dưới chân núi giờ đang giới nghiêm, hàng trăm hàng ngàn cấm vệ canh giữ Hoa Quả Sơn. Hắn không biết Thiên Tôn dưới núi có suy tính gì không, nhưng hắn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà hắn ta không động, La Bàn Nhi sắp không chịu nổi rồi, trong lòng tự nhủ, khi cần bạc thì một phân hắn ta cũng không cầm thiếu, giờ xảy ra chuyện thì không thấy mặt mũi ở đâu. Lan Bàn Nhi không phải kẻ có thể ngồi chờ chết, đoàn đạo sĩ kia hắn cũng đã gặp, có bản lĩnh thật hay gạt người thì không ai biết được. Huống chi đạo sĩ có thể bắt quỷ, nhưng ở Cung gia lại không phải là quỷ, cho nên hắn có phần an tâm. Lần trước tên Thiên Tôn kia làm hắn ngã, hôm nay hắn cố ý mang theo một đôi cà kheo, để mình cao hơn một đoạn, hắn ngồi lên cái bàn cao 3 thước, nói với Cung lão gia, vị Thiên Tôn này nói mình có bản lĩnh, vậy chúng ta đứng đây xem cho rõ. Nhưng bổn tiên cảnh cao trước, ông bỏ qua ta chạy đi tìm hắn, nếu người này không làm được, chạy đi tìm ta thì giá phải tăng gấp đôi. La Bàn Nhi tự nhận lời mình nói vô cùng có khí thế, giờ ngồi cao như vậy, xem còn ai dám không tôn kính hắn không. Không biết vì sao thôn dân tụ tập rất đông, ai cũng muốn xem Thiên Tôn bắt quỷ cách nào, tất cả chú ý đều đặt ở bên kia, không ai quan tâm đến tiên nhân này phát biểu cái gì. Bên này Liên Dụ nâng trường bào thong dong đi tới, phất trần thỉnh thoảng đảo quanh, còn dặn dò đệ tử bên cạnh vãi bột phấn lên mặt đất. Bột phấn kia rất thơm, có mùi của đậu, đại tiên nói cái này có thể xua cắt tị hung, tiểu đệ tử cầm cái thìa múc từng muỗng vung lên mặt đất, như đang giải hoa vậy. Mùi này có phần giống với mùi thuốc chuột, nhưng Thiên Tôn tiên phong đạo cốt như vậy, sao lại vung thuốc chuột được, cho nên mọi người đều nghĩ mình đoán sai. Có một đạo lý thế này. Nếu một người mặc quần áo rách nát có thể dùng ngực phá vỡ một tảng đá lớn rồi mời mọi người mua thuốc tăng lực, có thể mọi người không tin. Nhưng nếu một người chi lan ngọc thụ như vậy ngồi trên phố, cho dù hắn có bán gì người ta cũng nguyện ý tới mua. Liên Dụ nhìn quanh một vòng, quỷ thì không thấy, chỉ thấy một đám người. La Bàn Nhi vừa thấy liền nở nụ cười, giọng lanh lảnh cười nhạo. Thiên Tôn không phải là cao nhân sao? Sao có con quỷ mà cũng không tìm thấy vậy? Bao nhiêu người ở đây không phải để cho ngươi đùa giỡn. Liên Thiên Tôn không trả lời hắn, mà hỏi ngược lại Cung lão gia. Âm khí tối thịnh, con quỷ lại không sợ người, ngày thường đều chạy ra vào canh giờ này có phải không? Cung lão gia nghe xong thì gật đầu. Đúng thế, lúc đầu thì chỉ náo loạn, trêu chọc nhiều gia đình tuần tra. Vốn nếu dương khí vượng thì có thể trấn được chúng, nhưng không ngờ vật đó lại chọn lúc đông người để nhảy ra, còn dọa nhiều người hôn mê. Thiên Tôn bước về phía trước, rắc bột phấn lên nhiều nơi quỷ thường nhảy ra. Hết một vòng, đệ tử bên cạnh cũng bị hắn rắc đến thơm ngát cả người. Thiên Tôn đại nhân vén áo dài ngồi lên bồ đoàn, một tay kết ấn, miệng thì lẩm bẩm. Người ngoài không được phép đến gần, chỉ có thể nhìn thái độ trên mặt hắn. Chỉ có hai vị đệ tử Phương Uyển Chi và Bì Bì đứng cạnh là nghe rõ nhất, người này đang tụng Tam Tự Kinh. Sau khi niệm một hồi nhân chi sơ tánh bổn thiện, Liên Dụ đứng lên, phất phất trần trong tay rồi sờ sờ vào đầu Cung lão gia. Nói phòng bếp chuẩn bị cho ta 3 chén cháo cá, 2 đĩa thức ăn và một ít điểm tâm. Trong thức ăn đừng thêm rau cần, cháo nhiều cá một chút. Cung lão gia từ ngay cả cái nói lắp cũng không nói được, vội vàng cho người đi chuẩn bị. Xoa xoa đôi bàn tay, hắn đi theo sau lưng Thiên Tôn khẽ hỏi thăm. Ngài định cung phụng vị đó sao? Chỉ dùng cháo cá có phải ít quá không? Có cần thêm vài món ăn mặn nữa không? Cung lão gia từng thấy nhiều đạo sĩ làm vậy, hơn phân nửa là để thỉnh tiên. Bình thường là thỉnh thái thượng lão quân, thỉnh thoảng mở tế đàn thì thêm vài món mặn, những thứ Liên Dụ yêu cầu chuẩn bị lại đơn giản hơn nhiều. Liên Dụ nghe xong thì lắc đầu. Đây là để ta ăn khuya. Cuối cùng Liên Thiên Tôn cũng không bắt được quỷ, bởi vì không có quỷ để bắt, La Bàn Nhi không thả quỷ ra vào lúc này. Liên Dụ không vội, La Bàn Nhi cười nhạo một hồi lại thấy vậy cũng chẳng có ích lợi gì. Bởi vì Liên Dụ trực tiếp ở lại cung gia. Có thôn dân tới nói với cung lão gia, chuyện ma quái nhà ông, hôm nay mà không bỏ ra, ta nghĩ là không trừ được rồi. Ta đã nói con quỷ này rất cao thâm, nó yên lặng mấy ngày là vì có người trấn giữ. Mọi người lúc này mới hiểu, hắn không phải không bắt, mà là chờ quỷ bò ra để bắt. Nửa đêm, cung lão gia tự mình bưng chén cháo cá từ phòng bếp ra, sau khi để xuống, ông lấp lửng muốn nói mấy lần lại thôi. Nghĩ tới nghĩ lui lại thấy không có gì đáng hỏi. Nhắc tới vị đạo trưởng này, ông thực sự không hiểu được. Ông đã gặp rất nhiều đạo sĩ, nhưng không ai là không đánh như vị này. Không chỉ không đánh quỷ, mà ông còn không nhìn ra được chiêu thức võ thuật nào. Cung lão gia ngồi trong phòng một lát, rồi chắp tay với Liên Dụ. Hàng năm hậu viện này không dùng nên không có hơi người, ngài có thể hạ mình ở đây không? Nghe nói Thiên Tôn muốn ở lại nhà mình, cung lão gia đương nhiên là vô cùng đồng tình. Không tính tới chuyện con quỷ này còn chưa bắt được, nếu bắt được, mời người ta ở đây thêm vài ngày ông cũng đồng ý. Chỉ là vị gia này không muốn ở cùng người khác. Hậu viện của ông tuy lớn nhưng chỉ còn thừa một tiểu viện. Dọn dẹp xong thì cũng khá tươm tất, nhưng chỉ đủ một người ở. Dù là nhỏ nhưng cung lão gia cũng không muốn chậm trễ. Trên bàn cơm là bộ bát đũa bằng sứ tinh xảo, Liên Dụ múc từng thìa cháo đẩy tới trước mặt Vương Thủ Tài. Thong thả nói một câu, không sao. Cung lão gia tử không nói gì nữa, trình bày xong thì bước đi. Ba người trong phòng ăn xong bữa khuya thì cũng mệt mỏi. Sau khi cung lão gia ra khỏi cửa, Liên Thiên Tôn không ngồi đúng tướng nữa, tắm rửa xong thì lười biếng nằm nghiêng trên giường. Khi Bì Bì mang hành lý bước vào phòng thì Liên Dụ đang nằm trên giường trêu chọc mèo, thấy hắn tới thì hết sức không vui, Liên Dụ hỏi, sao ngươi lại vào? Bì Bì cũng rất kinh ngạc, nhíu mày. Viện này chỉ có 2 phòng trống, ta không vào đây thì ngủ ở đâu? Liên Dụ khoanh chân ngồi dậy nhìn cậu ta, thấy Bì Bì này quá không hiểu thức thời. Đương nhiên là hắn biết phải 2 người một phòng, Liên Dụ đưa tay chống người tiếp tục nằm nghiêng rồi nói, đó mới là phòng của ngươi. Bì Bì trừng mắt nhìn, tưởng hắn đang nói hưu nói vượn. Ngài để cho ta ngủ cùng với Phương đại cô nương à? Liên Dụ lấy cái gối đập thẳng vào đầu hắn. Sau khi 2 chủ tớ đóng cửa phòng xì xào bàn bạc một lát, cuối cùng Bì Bì cũng hiểu người nào đó nhỏ mọn thế nào. Ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Ôm chăn đệm đứng trước cửa, Bì Bì quay lại nói, sao càng ngày ngài càng vô sỉ thế? Liên Dụ căn bản không thèm để ý mấy lời kia, lông mày nhíu chặt chỉ Bì Bì. Người quá kém thông minh rồi đấy, lúc sang bên kia phải nói là qua phòng đó để tiện nghe ngóng động tĩnh trong phòng, hoặc là nói ngươi ghét ta, không muốn ngủ cùng. Còn cố ý nhấn mạnh 2 chữ sau nữa. Đa số thời điểm Bì Bì luôn phối hợp với vị gia này, trong lòng ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đi sang bên kia. Không lâu sau hắn lại ôm hành lý về. Cúi đầu ủ rũ đặt hành lý lên giường, Bì Bì đang định bò lên nằm xuống thì Liên Dụ đã giơ chân lên đạp một phát. Bì Bì cũng bực bội nói, Phương đại cô nương nói ngài không muốn bị đánh thì đàng hoàng chút đi. Quả nhiên Liên đại nhân trở nên rất đàng hoàng, sau đó ôm hành lý của mình bỏ đi. Trong phòng Phương Uyển Chi vẫn còn ánh đèn, lúc Liên Dụ vừa đi tới thì thấy nàng đang chuẩn bị đóng cửa. 4 mắt nhìn nhau, Phương đại cô nương trừng mắt liếc hắn một cái. Liên Dụ lại xem như không, yên lặng chen lấn vào phòng. 2 người bắt đầu cãi nhau, Liên Dụ nghe nàng mắng liên hồi thì nhíu mày nói, mình là chính nhân quân tử, không hề có lòng dạ gì bất chính, vì sao lại không cho hắn vào ngủ? Phương đại cô nương tức chết rồi, thấy hắn cầm hành lý bước thẳng tới giường, tung chăn ra thành một đống lộn xộn, Liên Dụ nhìn lại vô cùng phiền muộn. Cũng không muốn xếp nữa, hắn quay lại nhìn Phương Uyển Chi. Phương đại cô nương vốn đang trừng mắt nhìn hắn, chừng một lúc lại không nhịn được bật cười, nàng nói, này, sao ta lại phải trải giường chiếu cho chàng chứ? Liên Dụ cũng cười, người nhìn thì thông minh mà lại thích tỏ vẻ đáng thương, giống như đứa bé bị người ta vứt bỏ tự chạy về nhà. Phương đại cô nương không nhẫn tâm đi trách cứ hắn, Nàng thở dài một tiếng rồi khom người trải giường cho hắn, vừa trải vừa nói, chỉ đêm tối nay thôi, mai chàng phải ngủ với Bì Bì, còn sang nữa ta sẽ đánh đấy. Còn chuyện của La Bàn Nhi, chàng nghĩ hắn có thể nuôi cổ độc được không? Một câu một chữ Liên Dụ cũng không nghe lọt, hắn cứ nhìn nàng đến từ người ra, cuối cùng kìm lòng không được ôm lấy nàng từ phía sau. Đầu tựa vào tóc nàng, ngửi mùi hương thoang thoảng. Ở trong thành Liên Dụ có một tòa nhà rất lớn, nhưng hắn chỉ cảm thấy rất cô độc. Về sau hắn đổi thành một ngôi nhà nho nhỏ, ngày thường vẽ tranh, dù là phòng nhỏ hắn vẫn cảm thấy tĩnh mịch như thế. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, phòng lớn hay nhỏ cũng được, quan trọng là trong phòng đó có người mà hắn cần hay không. Bóng đêm phủ xuống viện nhỏ, bên song cửa sổ có hai bóng người gắn chặt vào nhau. Mặt Phương đại cô nương đã đỏ cực kỳ, nàng đưa tay vỗ vỗ bàn tay bên hông, nhẹ giọng nói. Có ngủ hay không thế? Liên Dụ khẽ ừ một tiếng, cảm thấy khuôn mặt đỏ hồng của nàng thật đẹp, hắn vén mái tóc dài lên cọ cọ vào gương mặt của nàng, thật thích. Làn da hai người có cùng một nhiệt độ, nụ cười trên mặt cũng không ngừng lại được. Hai người nhìn nhau, khóe môi mím lại, mỉm cười. Thượng thư đại nhân, biến. Tô Áng. Chương 44, nữ tử điềm tĩnh. Rất nhiều năm nay Bì Bì không thấy mình cần một nữ nhân. Cho dù mấy tiểu tử bên cạnh đã làm cha cả, cho dù lão nương ở nhà vẫn ngày ngày thúc giục. Nhưng Liên Dụ không có nữ nhân, Liên Dụ cũng chưa làm cha, lại còn thường xuyên nói cho hắn biết hôn nhân đáng sợ thế nào, dần dần hắn cũng thấy chuyện đó không hề quan trọng. Trong tiềm thức của Bì Bì, hắn vẫn cảm thấy người như Liên Dụ rất khó tìm được nữ nhân. Bởi vì từ khi 17 tuổi, khi quen với Liên Dụ hắn đã thấy đây là người vô cùng phiền toái, vô cùng tùy hứng, lại còn hay tự kỷ. Tính xấu thì vẫn thế, tuổi thì ngày càng lớn thêm, 27 tuổi rồi mới tìm được một nữ nhân chịu nổi hắn. Liên Dụ từng nói với Bì Bì, nữ tử điềm tĩnh mới có thể nghi thất nghi ra, tương lai ta có tìm, cũng phải tìm một người biết nghe lời. Khi ấy Bì Bì còn cho rằng câu này rất hợp lý, nhưng bây giờ Liên Dụ lại chọn Phương Uyển Chi. Mà Phương đại cô nương lại là người cực kỳ không nghe lời, nói một câu thì phát hỏa, nói hai câu thì khóc lóc om sòm. Hai ngày trước không biết hai người kia giận nhau cái gì, không ai chịu mở miệng, Liên đại nhân còn cực kỳ ngây thơ lấy đồ đạc của hắn ném vào trong viện. Về sau Phương đại cô nương nổi điên lên, đuổi cả người cả mèo ra ngoài, còn mắng hắn té tát, Liên Dụ một câu cũng không nói được, hơn nửa đêm còn ngồi hờn dỗi trong sân. Cuối cùng một người trong cửa một người ngoài cửa tiếp tục cãi nhau, Liên Dụ nhặt đồ đạc của mình lại. Cửa lớn không mở thì mình leo cửa sổ. Hơn nữa Bì Bì còn phát hiện, Liên Dụ đặc biệt thích kè kè bên cạnh Phương Uyển Chi. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng lúc Phương đại cô nương ra bếp nấu cơm, hắn sẽ lặng lẽ mang cho Vương Thủ Tài một sợi dây tròng cổ rồi cùng đi ra ngoài. Con mèo mập kia có đi nổi đâu, đa số thời gian Vương Thủ Tài phải lao lực bò lên khung cửa sổ, Liên Dụ tựa vào cánh cửa nhìn Phương Uyển Chi. Bì Bì cảm thấy thật quá nhàm chán, làm cơm thôi chứ có gì hay mà nhìn. Nhưng mà Liên Dụ lại nói, chờ đến lúc hắn tìm được người nguyện ý vì mình vào bếp nấu cơm, hắn sẽ hiểu cảm giác này. Lúc Liên Dụ nói mấy lời kia, giọng điệu có thêm phần kiêu ngạo, cho nên Bì Bì không thèm tán gẫu nữa, phiền. Có đôi lúc nhìn thấy Liên Dụ và Phương Uyển Chi ngồi dưới tàng cây hóng mát, hắn lại cảm thấy rất hâm mộ. Trên đầu Vương đại tráng bị rách một lỗ, Phương đại cô nương đang may vá lại, từng đường chằng chịt như con rết. Bì Bì thấy nàng cười thẹn thùng với Liên Dụ, nói, xin lỗi, ta vá không tốt lắm. Liên đại nhân cầm lấy nhìn thử, rồi hết sức thành thật trả lời, không phải là không tốt, mà là kém cực kỳ, phá hủy nó luôn rồi còn đâu. Cuối cùng kết cục của Liên đại nhân tất nhiên là không hay, cho đến khi Phương Uyển Chi mang mèo mập vẩy tay áo bỏ đi, hắn mới ngước đầu lên nói với Bì Bì. Ta phải thừa nhận, ngươi vá tốt thật. Cứ nhàn nhã tự tại như thế 5 ngày liên tiếp, trong cung trạch cũng không thấy động tĩnh của quỷ. Nhưng mà không thấy thì càng tốt, Liên Dụ không hề sốt ruột, suốt ngày cứ chơi với mèo, đánh cờ, rồi nhìn Phương Uyển Chi. Cung lão gia mấy lần đến cửa, một mặt cảm thấy chuyện như vậy không nên kéo dài, mặt khác lại thấy vị thiên tôn này thật bản lĩnh, hắn ở đây thì quỷ không dám ra. Giống như một pho tượng Phật vậy, trấn trạch đuổi quỷ, bảo ông quỳ xuống thắp hương cũng cam lòng. Nhưng mà cung lão gia nguyện ý thì người trong bóng tối kia cũng không bằng lòng đâu, La Bàn Nhi ở Thiết Thiêu Các sắp nổi điên rồi. Từ khi tên Thiên Tôn tới đây, Lời đồn đại nổi lên tứ phía, nói vị đạo trưởng đạo hạnh thâm sâu, quỷ cũng sợ hắn, không dám ra. Lúc La Bàn Nhi bắt quỷ thì quỷ toàn vui vẻ bổ nhào tới, điều này cho thấy vị kia còn lợi hại hơn nhiều. Mấy lời này đương nhiên là vụng trộm nói với nhau, thôn dân cũng đâu có điên mà khua chiêng gióng trống. La Bàn Nhi nghe giáo chúng bẩm lại, bực tới mức vỗ đùi liên tục. Lúc trước hắn thả thứ này vào cung ra, kết quả cái tên Thiên Tôn gì đó tới, cứ thế đoạt việc làm ăn của hắn, còn ảnh hưởng tới tiếng tăm của mình. Vài ngày đầu La Bàn Nhi còn cố ý không thả quỷ ra để dập tắt khí thế của người kia, nhưng giờ nhìn lại, dù thả hay không cũng không có lợi gì. Cho nên hắn không muốn đợi thêm nữa, gõ bàn gọi hai người tới. Muốn bắt quỷ à, vậy chúng ta thử xem tên đạo trưởng kia có bản lĩnh gì. Nói đến cung gia bên này. Tòa nhà của cung gia là do tổ tông để lại, khá giống với khu viện trạch Liên Dụ mua ở trong thôn, có 3 viện 1 sân. Cung lão gia thích làm vườn, trong tiểu viện trồng rất nhiều cây cối. Cung gia xuất thân từ thương nhân, cho nên cũng coi trọng phong thủy, có nhiều cây thần tài là do con trai trưởng mang từ ngoài về, không ai dám đụng. Đêm nay, mây đen mù mịt, ánh trăng cũng không len được khỏi bóng cây. Trưởng tử cung gia theo thông lệ tới tàng cây tưới nước. Đi vòng quanh gốc nửa vòng, 7 bước, đó là bày tỏ sự tôn kính với cây thần tài. Nghe đầu vào lúc ánh trăng sáng nhất, cây sẽ hấp thu linh khí trời đất, nếu thành tâm cầu nguyện, tâm tưởng sự thành. Người làm ăn buôn bán đều thích điềm lành, gà cưới đưa tang đều chọn ngày tốt, còn về phần có linh nghiệm hay không, có bạch đầu dai lão hay mỉm cười nơi chín suối hay không, người ta cứ tin vậy thôi. Cung Thịnh cầm đèn lồng nơm nớp lo sợ đi tới phía gốc cây. Dù sao hôm nay trăng không tỏ, thậm chí đốt đèn cũng không thấy rõ đường, nhưng mai là ngày cửa hàng khai trương, hắn phải tới đây một chuyến. Hắn treo đèn lên chạc cây, múc bầu nước từ trong thùng tát lên cây, vừa đi vừa khấn, ngày mai con khai trương, mong thần cây thương cảm cho nhiều tiền tài hơn. Giọng Cung Thịnh trầm thấp, giữa hậu viện im ắng lại càng rõ ràng hơn. Hắn chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt lại, còn chưa nói xong mấy câu đã thấy một làn gió lạnh sau sống lưng. Ngày thường Cung Thịnh rất chú trọng vẻ ngoài, tóc dài đều buộc lại quy củ trên đầu. Giờ đột nhiên lại cảm giác có sợi tóc bay bay nơi gò má. Hắn cảm thấy không đúng, cả người đều cứng ngắc lại, bởi vì làn gió mát bên tai nói cho hắn biết, đó là một mái tóc dài tung bay. Cung Thịnh sợ không dám mở mắt, nhưng mái tóc dài kia dường như tiến tới gần, sợi tóc đó rất lạnh, như thấm vào xương cốt. Bên tai vang lên tiếng khóc nỉ non. Rốt cục Cung Thịnh không chịu nổi lui về phía sau, hai mở lớn nín thở. Hắn thét lên một tiếng, nương, nương à. Người nọ chính là mẹ hắn. Cung gia đại phu nhân Lưu Quý Nguyệt đứng trước mặt Cung Thịnh, da mặt trắng thối giữa, hốc mắt trống trơn, lưỡi duỗi thật dài, nhào tới chỗ Cung Thịnh, trong miệng tiếp tục gào thét, ngươi là ta sinh ra, nuôi bên cạnh nữ nhân kia lại thành con trai của nàng ta, ngay cả linh đường cũng không chịu giữ cho ta. Sau đó giọng nói lại thê thê ai ai, không bằng ngươi đi theo ta đi, tiếp sau lại làm con trai của ta, không đưa cho người khác nuôi nữa, được không? Cung Thịnh nghe giọng nói trầm trầm kia, giống hệt giọng nương mình, nhưng lại có phần không giống. Thấy nữ nhân kia càng lúc càng gần, mùi thối rữa khiến hắn buồn nôn kinh khủng, người kia lại không cho hắn cơ hội để nôn, ngón tay duỗi ra bóp lên cổ hắn, khuôn mặt đầy dữ tợn, đến đây, đi theo ta. Cung Thịnh bị bà ta giữ không phản kháng được, hơi thở bị bóp chặt. Hắn liền mạng chút sức lực cuối cùng cũng không hất được ra, cảm giác hít thở không thông làm cả lồng ngực đau đớn. Mắt cũng càng lúc càng mờ đi. Nhưng mà ngay lúc hắn nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở đây, một cái phất trần vụt tới giữ chặt cổ của nữ quỷ. Gia đình tôi tới trong phủ nhanh chóng chạy tới, cuối cùng Cung Thịnh cũng được cứu. Dưới bóng cây, vài cái lồng đèn cũng không nhìn rõ được tình hình bên trong. Mọi người chỉ biết nữ quỷ kia bị Thiên Tôn kéo tới chỗ bóng cây tối nhất, không thấy rõ cảnh tượng, chỉ nghe tiếng gào thét bên tai, rợn cả tóc gáy. Cung lão gia chống quải trượng run run đi tới, nữ quỷ đã bị đệ tử Thiên Tôn trói lại. Ông cũng không dám nhìn kỹ, nhưng bóng người đó cũng đủ cho ông đoán ra là thê tử đã chết của mình. Ngay cả khi Lưu thị còn sống ông đã không muốn gặp, lúc chết lại càng không muốn. Từ sau khi nữ nhân này ngã bệnh ông chưa từng tới thăm, trong lòng tự nhiên lại thấy e ngại, nhìn thoáng một cái rồi vội vã núp ra xa. Liên đại nhân không quản chuyện hậu viện nhà người ta, tung người nhảy xuống trước ma mọi người, nói với đệ tử. Bày đàn, làm phép. Thượng thư đại nhân, biến. Tô Áng. Chương 45, là của ta. Ở Hoa Quả Thôn mấy trăm năm qua cũng không phải chưa từng bắt được quỷ. Tai nạn quấy nhiễu cung gia nửa tháng cứ như vậy giải quyết trong 1 phút đồng hồ. Mọi người ai nấy đều khiếp sợ. Phần đông dân chúng đang ngủ say cũng dậy kéo đến. Liên Dụ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước mặt là cái bàn bát quái nhỏ, một lư hương 8 chân đúc bằng đồng, đốt hương mùi thơm ngát, trên người cũng đổi thành áo đạo bào màu tím. Ngày thường nhìn hắn có phong thái thần tiên, giờ ăn mặc như vậy lại càng tăng thêm phần khí thế, đức cao vọng trọng. Phương Uyển Chi đứng một bên, thấy hắn cầm lấy một tờ giấy vàng vẽ một đạo phù, rất kinh ngạc nói. Không ngờ chàng cũng biết đuổi quỷ à. Hắn vừa đưa phù tới ngọn nến đỏ bên cạnh đốt đi, vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi nói một câu. Ừ, ta biết. Đầu ngón tay run lên, suýt nữa nóng đến phỏng tay mình. Hắn biết cái rắm. Nhưng mà nhìn tư thế kia thì đúng là am hiểu. Con quỷ bị bì bì giữ dưới kia vẫn kêu khóc loạn lên, liền các lão phất phất trần xuống đàn, tay đưa dấu làm kết ấn mà chính mình nhìn cũng không hiểu, rồi nói, độ ta mất mạng linh, chuyện cũ đã qua, thiên đạo luân hồi, hành khôn chọn thiện, định. Quỷ là giả, thiên tôn cũng là giả, đương nhiên không thể nào vì một câu nói của hắn mà định cái gì được. Chỉ là Liên Dụ biết điểm huyệt, điểm giữa trán đối phương, nhìn rất có phong thái. Đó là hài huyệt trên đỉnh đầu. Nữ quỷ thật sự bất động, đôi mắt mở to duy trì vẻ dữ tợn, mùi máu tanh vẫn bay đầy không khí. Các thôn dân vốn tưởng rằng thiên tôn sẽ như La Bàn Nhi, bắt được quỷ rồi sẽ biến hóa, nhưng Liên Dụ chỉ dặn đệ tử đưa nữ quỷ vào một cái vạc lớn, đậy nắp lại. Con quỷ kia cứ thế không nhúc nhích. Liên Thiên Tôn nói, độ tốt hơn là hóa, hắn muốn độ những oan hồn này, tan hết lệ khí trên người nó, để nó sớm ngày đầu thai chuyển thế. Dân chúng nghe xong đều tiến tới bái phục, cảm thấy vị Thiên Tôn này đạt tới một cảnh giới quá cao, vất hết mấy thứ thiết giáo chủ đã dạy qua vài con phố. La Bàn Nhi thu quỷ thường mất 3 ngày. Ngày đầu tiên tìm quỷ, ngày hôm sau bị quỷ đánh, ngày thứ 3 diệt. Trên thực tế là muốn cho người dân thấy con quỷ này lợi hại thế nào, cho nên phải mời nhiều lần mới chịu rời núi, giá tiền cũng vì thế phải nâng lên. Giờ vị Thiên Tôn này vừa ra tay đã bắt được, đủ thấy lợi hại biết bao nhiêu. Sau ngày ở cung gia, dân chúng liền đổ tới viện của Liên Thiên Tôn, ngày làm lễ mỗi nửa tháng một lần của thiết giáo cũng không đi nữa. La Bàn Nhi tức không chịu được, lại thả thêm nhiều quỷ ra. Nhưng những con quỷ này đều một đi không trở lại, bị bắt vào mấy chum vạc lớn. Cuối cùng hắn không dám thả nữa, sợ Liên Dụ bắt hết tay sai của hắn, cũng sợ bắt càng nhiều danh tiếng của mình càng ít đi. Thế cho nên cuối cùng La Bàn Nhi suốt ngày làm ổ trong Thiết Thiêu Các, đối xử với dân chúng cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Liên đại nhân vẫn cứ không mặn không nhạt, đường ta cứ đi. Nhưng bước chân đó hết sức nhẹ nhàng, bởi vì cuối cùng hắn cũng tìm được kế, đánh bại La Bàn Nhi triệt để, trở thành vị thần tiên mới của Hoa Quả Thôn, cuộc sống vô cùng xuôi trèo mát mái. Mà xưa nay có câu, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Bên này Liên Thiên Tôn sở hữu nửa giang san Hoa Quả Thôn, hai tên ngốc dưới núi kia cũng kích động không ít. Giống như là nhà nghèo tìm ra thân thích, họ rất muốn lên thăm người nọ một chút. Thực ra ý nghĩ trong lòng hai tên ngốc này rất đơn giản. Hắn thấy trước kia bị dân chúng lấy trứng gà rau củ đánh mình mất mặt như vậy. Giờ Liên Dụ thành công rồi, mình cũng muốn diễu võ dương oai một phen. Còn có một điểm nữa, Liên Dụ tự xưng là bắt được quỷ, hơn nữa còn bắt được không ít. Quỷ nó là như thế nào, buổi tối Lưu Lăng không dám nhìn, nhưng ban ngày thì dám xem. Hắn nghĩ ban ngày trông thấy quỷ, so với đi dạo kỹ viện thì khá là mới mẻ. Ngày hôm đó dùng xong bữa trưa, Lưu Lăng gọi Trương Lương và Bạch Yến Trầm đến, lời ít mà ý nhiều bày tỏ mình muốn lên núi. Trương Lương có phần nghi ngờ, bởi vì Liên Dụ đã dặn không để cho hai người bọn họ lên đó nữa. Quan trọng hơn là, Lưu Lăng chỉ định đi một mình, mà không có ý mang theo hắn, cho nên hắn càng không chịu. Mà Lưu Lăng bây giờ lại thấy rất xem thường Trương Lương, nhất là khi Liên Dụ nói với hắn Trương Lương còn không thông minh bằng một nửa hắn, cho nên hắn không muốn đi chơi với tên này nữa. Hắn muốn đi với người thông minh, như Liên Dụ vậy, khi đó đầu óc mới linh hoạt hơn một chút. Lưu Lăng không chịu đưa Trương Lương đi, bên cạnh lại cần một người hầu hạ. Hắn nhìn thấy Bạch Yến Trầm đứng ở cách đó không xa, như thể muốn né tránh tầm mắt hắn, cò đầu rụt cổ trốn sau cửa, ngay cả vạt áo cũng giấu đi. Lưu Lăng nhìn bộ dạng không tiền đồ kia thì nổi điên, kéo hắn tới bên cạnh, nói như phun nước bọt. Còn mẹ nó, ngươi có tiền đồ không thế hả? Giờ trên núi đã thái bình rồi mà ngươi còn không dám đi. Tên La Bàn Nhi đó là cha ruột ngươi à? Sao mà sợ thế hả? Bạch Yến Trầm bị cửa trách đến run rẩy, lại không dám mạnh miệng, như con gà con dè dặt nói. Ngài cũng nghe lời đồn ở trên núi mà, nhà Cung lão gia có quỷ thật, chuyện ồn ào đến vậy. Sau đó vài hộ cũng xảy ra chuyện, từ nhỏ đến lớn gà hạ quan còn không dám giết, nào dám nhìn mấy thứ đó. Ngài là vương gia, là con trai chân long thiên tử, trên người có long khí, quỷ cũng sợ ngài. Hạ quan phàm phu tục tử, không dám đi đâu. Bạch Yến Trầm rầm gì đáng thương nói một lèo, nước mắt nước mũi giàn giụa đầy mặt. Đúng là không ra thể thống gì. Lưu Lăng nghe mấy lời khen kia thì vô cùng thoải mái, phất tay áo lên người một cái, như thực sự có mùi long khí. Rồi Lưu Lăng lại nói, ngươi muốn đi, có khi ta còn không thích dẫn. Giờ ngươi không muốn ta lại càng phải ép. Hơn nữa Trương Lương ở kinh thành cũng là chủ tử, không biết cách hầu hạ người khác. Lưu Lăng nghĩ xong thì kéo tay áo Bạch Yến Trầm đi ra cửa, vừa đi vừa nói. Này ngươi sợ cái gì, giờ trên núi đã thái bình rồi, chúng ta không phải cũng là bán tiên sao? Trương Lương ngươi ở lại xem nhà nhé, Liên Dụ nói, ngay cả con ruồi cũng không được cho bay lên núi, đó là một câu ẩn dụ, ngươi đừng có tưởng là phải bắt ruồi muỗi đó, nghĩ cho kỹ vào. Trương Lương nhìn người kia chuẩn bị vào thôn, không thèm phản ứng. Còn về Liên Dụ bên này, sau khi trừ quỷ xong, toàn bộ trong ngoài thôn đều hết lòng ủng hộ, ngay cả chi phí ăn mặc ở đều được cung ứng loại tốt nhất, cung kính hắn như Phật gia. Liên Dụ thật là thẹn thùng. Trong kinh thành thanh danh của hắn vô cùng kém, mặc dù không ai dám mắng thẳng vào mặt, nhưng là thái độ đối với hắn cũng chưa nhiệt tình bao giờ. Hắn ngồi xếp bằng trên ngưỡng cửa nhà mình, ngẩn người, mặc những đại gia đại nương từ dưới kia quan sát. Bì Bì liên tục nghiêng đầu nhìn xem, thấy Liên Dụ đang hết sức hưởng thụ. Vốn một người chịu tiếng xấu tham quan, giờ Liên các lão được đãi ngộ như vậy đúng là hiếm có. Hết cả buổi trưa, Liên đại nhân đều đoan đoan chính chính ngồi trước cửa cho người ta quỳ bái, mặt và cổ đầy mồ hôi cũng không hề có vẻ thiếu kiên nhẫn. Con mèo mập Vương Thủ Tài làm ổ trên đệm cói bên cạnh, ưỡn cái bụng to trình ình, đuôi mèo nhàn nhã quét tới quét lui, hình như cũng rất hưởng thụ. Cuối cùng vẫn là đệ tử của Thiên Tôn đi ra, cười nói với mọi người vài câu, mọi người mới về nhà dùng bữa. Đợi đến khi dân chúng đi hết rồi, tiểu đệ tử quay lại cười với Thiên Tôn đại nhân, trêu chọc một tiếng, sư phụ, trời nóng mà ngài phô trương như vậy không sợ cảm nắng à? Lần đầu tiên Liên Dụ lộ vẻ thẹn thùng trước mặt Phương Uyển Chi. Đương nhiên, chỉ có một chút, sau đó hắn lục đục kéo nàng vào phòng. Bọn họ đều muốn nhìn ta mà. Giọng nói thản nhiên không biết xấu hổ. Phương Uyển Chi đã sớm thành thói quen, thấy Liên Dụ như vậy cực kỳ đáng yêu, híp mắt khoác tay hắn đi vào trong. Liên Dụ cũng vui vẻ. Sau khi vào nhà thấy bàn đã dọn xong thức ăn nhưng lại không ngồi xuống, gọi bà từ rời đi rồi leo lên trác, nằm xuống đùi Phương Uyển Chi, hai người trò chuyện. Lúc Lưu Lăng và Bạch Yến Trầm hai đầu đầy bụi đất bò tới, đôi vợ chồng son vẫn đang thân mật, một người mày như vẽ, một người híp mắt cười duyên, vô cùng xứng đôi. Lúc đầu Lưu Lăng tưởng cô nương đó là A Đào, vì vóc người và một bên mặt đều cực kỳ giống. Nhưng nhìn cẩn thận một lúc, hắn lại nhóp nhép hai cái miệng, hận không thể tát thẳng vào mặt mình. A Đào sao có thể xinh xắn đến vậy chứ? Các cô nương trong kinh thành mày liễu mắt hạnh hắn đã thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy ai xinh như thế. Hắn đi tới đối diện với Liên Dụ, nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi. Vị này là... Liên Dụ không thèm trả lời hắn. Không tình nguyện ngồi dậy bên cạnh Phương Uyển Chi, hắn thong thả nói ba chữ. Là của ta. Ai cũng không đụng được. Lưu Lăng định nói một câu, ngươi thay đổi từ khi nào vậy, không yêu A Đào nữa à? Nghĩ một lát rồi cũng không dám nói. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.